Khi đột phá về phía rổ và bị cầu thủ phòng ngự theo kèm, cầu thủ tấn công nên làm gì trong các điều sau? 1. Giảm tốc độ chờ ứng biến. 2. Tăng tốc độ hết sức để cầu thủ phòng ngự không thể block được. 3. Cầm bóng lên ném. 4. Chủ động tạo va chạm hợp lý để làm cầu thủ phòng ngự mất thăng bằng. Theo bạn, phương án nào là hợp lý nhất?